Xin kính chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Em là Trịnh Vũ Thái Hòa, đến từ Auto88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và hôm nay thì bên em lại tiếp tục cập bến một chú sư tử nữa. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là chiếc Peugeot 5008 phiên bản 1.6 Allure, sản xuất và đăng ký năm 2020. Xe một chủ từ đầu, chạy 3,2 vạn, full lịch sử bảo dưỡng trong hãng anh chị nhé. Và xe thì mang biển số gốc thành phố. Biển gốc thành phố nghĩa là mặc định sang tên Hà Nội sẽ không mất 20 triệu tiền biển. Ok. Xe vừa cập bến thì em sẽ cùng như một vòng cho quý anh chị cùng xem. Và em vẫn xin nhắc lại câu nói quen thuộc của em. Auto88 là một đơn vị bán Peugeot cũ nhiều nhất và uy tín nhất ở trên thị trường Việt Nam. Đó. Xe thì được khoác lên mình màu trắng anh chị nhá. Màu trắng thì có lẽ cũng là cái màu đẹp nhất của Peugeot 5008 rồi đúng không ạ? Mua đi bán lại nó dễ dàng, mệnh nào cũng hợp đúng không anh chị? Rất đẹp luôn anh chị nhá. Peugeot 5008. Ở cái đời 2020 thì đây là bản full này anh chị ạ, hồi đó vẫn chưa có bản GT Line đâu ạ. Đó, thì hồi đó đây là bản full ạ. Xe thì đã được gia chủ phủ ceramic và dán phim cách nhiệt toàn bộ xe rồi. Đó, về phần nước sơn của chiếc xe sơn zin còn khoảng 95% anh chị nha. Nước sơn của chiếc xe vẫn đang còn rất rất đẹp luôn ạ. Tiếp đến khu vực lốp láp của xe. Xe chạy 3,2 vạn nên thành ra lốp của chiếc xe vẫn rất là mới. Và tất cả 4 đế lốp vẫn đang cùng đời 2020 với nhau anh chị nha, vẫn đang lốp theo xe luôn đấy ạ. Tiếp đến này anh chị nhìn này, sơn si chắc không phải nói quá nhiều nữa rồi, sơn si của chiếc xe vẫn đang còn rất rất đẹp. Tiếp đến xe được trang bị cụm đèn pha full LED với giải LED chạy, định vị ban ngày cực kỳ đẹp luôn anh chị ạ. Ngoài ra là xe được trang bị thêm cả đánh lái theo góc chiếu này, mặt ca lăng dạng than tổ ong kết hợp sao rơi quá đẹp của Peugeot anh chị nhá. Nhìn chung là trong phân khúc 5+2 ở thị trường Việt Nam thì Peugeot ở cái đời 2020 nó đã đi một cái bước tiến rất là xa so với những đối thủ khác cùng phân khúc rồi anh chị ạ. Rất đẹp. Đó, toàn bộ khu vực nhựa đen của chiếc xe đó cũng rất là mới này. Xe được trang bị vành 5 chấu. Vành 5 chấu đó có xước một chút. Em Thái Hòa sẽ cho đi spa anh chị nha. Xe cũng vừa cập bến bên em thôi. Ngoài ra là xe được trang bị rất là nhiều những tính năng, ví dụ như là cốp điện này hay là đá cốp này anh chị ạ. Cốp điện đá cốp. Xe thì được trang bị full cảm biến trước sau, rất an toàn luôn anh chị nhá, rất an toàn. Đó, camera lùi. Ngoài ra thêm tính năng là đá cốp và cốp điện, rất xịn sò. Em lại đang không cầm chìa khóa ở đây nên là không đá được. Em đã không cầm chìa khóa ở đây. Nói chung là tính năng xe thì rất là đầy đủ. Ở cái bản AL trên form 2022 xe còn không được trang bị tính năng này đúng không ạ? Ở bản AL2022 xe đã bị cắt hết option rồi, không được trang bị loa focal, không được trang bị massage ghế nữa rồi. Hàng ghế thứ 3 của chiếc xe gần như chưa có người sử dụng anh chị nha. Đó, gần như chưa có người sử dụng. Và hàng ghế này thì không phải là trẻ con ngồi đâu ạ. Và mọi người nghĩ là cái hàng ghế này chỉ trẻ con ngồi được, nhưng không phải. Hàng ghế thứ 2 vẫn có thể tiến lùi mà anh chị, đúng không ạ? Ok, để em mở hết cánh cửa xe ra, anh em mình cùng xem phần nội thất của chiếc xe. Xe được trang bị chìa khóa một chạm này. Đó, tiếp đến này, nội thất của chiếc xe đẹp tuyệt vời luôn anh chị nhá, đẹp tuyệt vời luôn. Đó, ghế da của xe được trang bị ghế bọc da cao cấp chỉ màu đen, cực kỳ thể thao và sang trọng. Tiếp đến này, đèn nội thất ambilight. Tiếp đến nữa này, cửa sổ trời toàn cảnh, và trên cửa sổ trời toàn cảnh cũng được trang bị đèn ambilight anh chị nhá. Tiếp đến nhá, tất cả những khu vực phím điều hướng của chiếc Peugeot 5008 được trang bị không khác gì những phím đàn piano. Ngoài ra xe được trang bị 5 chế độ lái này, cần số điện tử này, phanh tay điện tử này, phím gẩy sport này, màn hình HUD lên tới 11,2 inch này. Ở trên này màn hình trung tâm lên tới 10,5 inch. Có ni lông vẫn còn chưa bóc luôn anh chị ạ. Ni lông của chiếc xe vẫn còn chưa bóc luôn. Vô lăng dạng vắt chéo của chiếc xe đẹp tuyệt vời rồi đúng không ạ? Rất thể thao. Ngoài ra là được trang bị những tính năng an toàn, ví dụ như là lễ chuyển số trên vô lăng, hay là cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ đánh lái khi lệch làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang, lim giới hạn tốc độ, cruise control. Tiếp đến nghe nhìn của chiếc xe thì xe được trang bị lên tới 11 loa focal. Nghe âm trầm và âm bass của chiếc xe thì đã tai kinh khủng khiếp luôn anh chị ạ. Đó, táp ly của chiếc xe được bọc da hoàn toàn. Tiếp đến này, kết hợp cả da phan nỉ, trông nó rất là sang trọng anh chị nha. Đó, tất cả những xe bán ra thì em đều có nói rồi. Xe bên em Thái Hòa bán ra, anh chị cầm đi check test thoải mái, em không cần đặt cọc. Em không cần đặt cọc, anh chị cầm đi check test thoải mái. Đó, sai đâu thì bọn em chịu, không cần đặt cọc. Xe ưng, xe lúc nào thật ưng ý thì anh chị về mới đặt cọc cho em Thái Hòa. Tính em thích làm việc khách quan ngay từ ban đầu.
Đó, ốc nắp capo thì vẫn chưa mở anh chị nha. Đây có mỗi mình em giữ capo thôi nên thành ra là hơi khó. Đó, xe thì cứ mang đi test hãng cẩn thận. Test gara, test người nhà bất kỳ đâu cũng được. Tất cả khu vực ốc ác của xe đều chưa có vết vặn mở anh chị nha. Đó, xe bên em bán ra thì đều cam kết không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn và không phạt nguội. Hiện tại chiếc Peugeot 5008 phiên bản 1.6 Aurora sản xuất và đăng ký năm 2020 một chủ từ đầu, chạy hơn 3 vạn, mang biển số gốc thành phố, đang được Auto 88 chào bán với một mức giá rẻ nhất trên thị trường là 939 triệu đồng. Và chắc chắn rồi, với mức giá trên thì khi quý anh chị đến trực tiếp tại cửa hàng, em Thái Hòa vẫn có thể thương lượng và giảm giá anh chị nhé. Đó, chiếc xe này thì được bên em hỗ trợ trả góp ngân hàng lên tới 70% giá trị xe trong vòng 5 năm. Quý anh chị có nhu cầu mua xe thì hãy liên hệ ngay qua số hotline ở trên màn hình 0961408888 hoặc là qua Facebook chính chủ của em là Trịnh Vũ Thái Hòa. Rất là cảm ơn anh chị đã xem hết video và chúc anh chị có một ngày làm việc thật hiệu quả và tràn đầy niềm vui.